lòng người đục trong, dèo nèo rối sợi chỉ hồng, buộc nhau dưỡng kiếp chung chồng, lầm than giấc mộng đều bông. Lòng con thương nên lòng đau đau thương càng thương, số phận hồng nhan ước dòng giàu sang dở dang sống nở vui tàn. Ai quăng đoán trường lời danh khúc mắt đó lường mong vui trong cõi vô mình à. Mình. Ừ. Mình chưa ngủ sao? Ừ, em chuẩn bị ngủ nè. Em mới sảy thai, còn yếu lắm. Vậy mình ngủ ngon. Dạ. Mình ngủ ngon nha. Anh nguyện cả đời chờ đợi em, yêu thương em, bằng tất cả vì em, sống vì em, chết cũng vì em. Em có đáng để cho anh hy sinh như vậy không? Có. Em là người duy nhất đáng để cho anh chờ đợi đó Lê Huy. Nếu đi theo anh Út Thường, mình sẽ được yêu chiều. Mình sẽ là người đàn bà duy nhất của ảnh. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Cậu hai, cậu hai ráng lên đi cậu hai, thầy Út Thường đến bây giờ đó cậu hai. Cậu hai, cậu thấy sao rồi cậu hai? Cho cô Khương biết chuyện này thì, vì nếu không nói tôi sợ không có cơ hội. Có chuyện chi cậu hai nói đi cậu hai. Ngay lần đầu tiên gặp Cúc Hương thì tôi nhất kiến chung tình. Cậu hai, cậu cậu hai, 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 cậu hai ráng lên, thầy Út Thường tới bây giờ đó cậu hai. Tôi tính là sẽ chôn chặt cái mối tương tư vào sâu trong tim, nhưng giờ tôi sắp chết rồi. Tôi muốn nói cho Cúc Hương biết, tôi thương yêu Cúc Hương rất nhiều. Tôi có chôn một củ vàng ngay cạnh gốc cây của hồ sen. Nếu như mà cha của tôi có bạc đãi Cúc Hương thì Cúc Hương nhớ đào lên cũng đủ cho Cúc Hương sống an nhàn cả đời. Cậu hai, cái tình cái nghĩa của cậu hai lớn quá, tôi làm sao mà đền đáp hả cậu hai? Ông. Ủa? Em khóc à? Dạ em lo cho thiếu má của em. Em mới từ bên đó về hồi chiều mà. Dạ tại sức khỏe của thiếu má em cũng chưa được tốt cho nên em hơi lo. Ông ơi, em xin phép ông, đêm nay em thấy trong người không được khỏe. Ông sang buồng của các chị ngủ nghe ông. Nhưng mà em xin ông, đêm nay em muốn được yên tĩnh. Sang là cái gai trong mắt, trước sau chi thì bà cũng hại nó. Anh Thắng là người tốt, chắc chắn anh sẽ lo cho mình với thằng Sang. Mình ngủ chưa? Mình à, Mình à,
Mình hôm nay em thấy sắc mặt của mình không được vui. Hôm nay Hoa phải đi tiếp khách nhiều cho nên thấy hơi mệt mỏi trong người. Vậy để em bóp vai cho mình nghe. Hôm nay Hoa sẽ ngủ lại đây. Dạ. Cậu Hai đi từ từ thôi, kẻo đông vết thương đó. Mà sao cậu Hai đương bệnh á, không ở trong buồng nghỉ ngơi á, mà ra đây chi vậy? À, hôm rày ở trong buồng cũng mệt nên là muốn ra ngoài để hít không khí. Dì Tư. Cậu Hai. Chào bà Tư. Dì đi đâu vậy? Dạ, tôi chuẩn bị đi về thăm tía má của tôi. Cậu Hai hôm nay đã khỏe nhiều chưa cậu Hai? Tôi cũng khỏe hơn rồi. À, thằng Dần á, đi cùng dì Tư hay sao? Dạ phải. Ông hội đồng biểu Dần đi cùng tôi. Ông hội đồng không có để cho tôi đi về một mình. Vậy cũng tốt. Cậu Hai nhớ tịnh dưỡng rồi uống thuốc cho mau mạnh nghe cậu Hai. Đa tạ dì Tư. À, cho tôi gửi lời chào đến ông giáo bà giáo nghe. Dạ, đội ơn cậu Hai. Vậy xin phép cậu Hai tôi đi trước nghe. Chào dì Tư. Sức khỏe của cậu hồi phục cũng nhanh dữ đà. Cậu ráng uống hết thang thuốc này là khỏe hẳn rồi đó. Dạ. Cậu có dự định cái chi chưa? À thầy à, vết thương của cậu Hai Quý đã lành chưa thầy? Vết thương cậu Hai Quý nặng hơn cậu nên chưa có lành hẳn. Cậu tí nè. Dạ. Tôi có chuyện này muốn khuyên cậu, không biết cậu có muốn nghe không? Dạ thầy cứ nói. Dù sao Nam Ngọc cũng chết rồi, cậu cứ buông bỏ đi. Chẳng lẽ thầy biết chuyện chi rồi sao? Tôi chỉ nhìn cậu và đoán vậy thôi. Mà tôi biết tính cách của cậu là một người tốt, trung thành với chủ. Nhưng dù sao, người chết cũng đã chết. Cậu có cố bằng điều chi á, thì cũng không có sống lại được. Nhưng mà cậu Nam Ngọc chết quan, tôi không cam tâm thầy à. Đành vậy. Nhưng cậu suy nghĩ kỹ coi, ai là người đáng nghi, ai là người giết Nam Ngọc? Người đó phải là mưu mô xảo quyệt,
cao to mạnh mẽ là đàn ông, chứ không phải chân yếu tay mềm như bà Tư. Tuy cậu không nói, nhưng tôi hiểu được cậu đang nghĩ gì. Có một điều này tôi muốn nhắc cậu. Người nào muốn giết Nam Ngọc, người nào sẽ được lợi sau khi Nam Ngọc chết? Bây giờ thiên hạ người ta đồn cậu Nam Ngọc và bà Tư có gian tình với nhau, và bà Tư giết Nam Ngọc để bịt đầu mối. Nhưng cậu là người thân cận nhất bên Nam Ngọc, cậu biết rõ hết mà. Đó chỉ là lời đồn thôi. Cậu Nam Ngọc chỉ là ngưỡng mộ sắc đẹp của bà Tư, chứ giữa hai người không có chuyện chi hết. Cậu nói đúng trọng tâm rồi đó Đa. Vậy ai là người được lợi sau cái chết của cậu Nam Ngọc? Thì cậu còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà. Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Nhưng tôi chắc chắn một điều, người giết Nam Ngọc không phải là bà Tư. Đừng có lo, em kêu con Mận nó canh rồi. Như con Mận có đáng tin cậy không? Em cho bạc nó rồi, với lại xưa nay nó cũng trung thành với em, không có phản bội đâu. Ừ, vậy là tốt rồi. Mấy hôm nay á, ông hội đồng cũng cho người đi kiếm quá trời, nhưng mà không có tìm ra được hung thủ đâm cậu hai bị thương. Ông cũng sốt ruột dữ lắm. Anh biết người đó là ai rồi. Là ai? Thằng Tý. Thằng Tý nào? Đó là người hầu trung thành của Nam Ngọc. À, là nó nghĩ là con Cúc Hương là người giết chết Nam Ngọc, cho nên nó trả thù. Ừ. Nhưng mà sao anh biết? Anh vô tình gặp nó trong lúc nó bị thương. Anh cứu nó, anh đem nó ra ngoài mã cho nó ở tạm. Hay đã. Bây giờ mà thằng Tý nó biết được người giết chết cậu Năm của nó không phải là con Cúc Hơn mà là người khác. Có tuồng hay để coi đây. Nhưng em biết ai là hung thủ không? Chắc chắn là bà lớn. Em có chứng cứ gì đó Đà? Em không có chứng cứ gì hết, nhưng mà nhìn vào tình hình thì ai cũng thấy được hết. Sau khi Nam Ngọc chết thì con ba giàu được trở về nhà lớn, sống sung sướng, không có bị chồng đánh đập hay là má chồng cay nghiệt nữa. Chắc chắn là bà lớn giết chết Nam Ngọc để giải thoát cho con của bà. Anh cũng nghĩ vậy. Mà bây giờ thằng Tý nó biết được người giết chết chủ của nó là bà lớn, một thằng đầy tớ trung thành, quyết tâm trả thù cho chủ của nó, đối đầu với một người đàn bà thâm độc.
thú vị lắm đà. Ê! Đi đâu mà hớn hở vậy ta? Tôi đem bánh tét chuối cho mẹ nè. Thì ra là chạy ra đây kiếm con mẹ. Cậu hai khỏe chưa anh? Cậu hai cũng khỏe rồi. Nhưng mà sao? Thấy cậu hai buồn buồn, không có được vui. Vậy cái tên hung thủ hãm hại cậu hai á đã bắt được chưa? Ông cho quá chừng người đi tìm luôn á, mà vẫn chưa tìm được hắn. Vậy là chắc hắn trốn thoát rồi. Thôi bỏ chuyện đó đi. Tôi có đem bánh tét cho mẹ ăn nè, mẹ ăn đi. Để chút nữa tôi ăn. Mẹ ăn sao vậy? Bình thường á tôi đem ra là mẹ lấy mẹ ăn liền mà. Bộ mẹ không thích ăn bánh tét chuối nữa hả? Tại tôi đang rầu thúi ruột, không có tâm trạng để ăn. Mà mẹ rầu chuyện chi? Thì tôi rầu chuyện cậu hai á. Cậu hai bị thương như vậy mà tôi không có thăm cậu hai được. Tôi bị đuổi ra đây rồi nên tôi... Thôi mẹ đừng buồn nữa. Mai mốt á cậu hai khỏe rồi cậu hai ra đây thăm mẹ. Khi nào cậu hai khỏe? Chuyện đó tôi cũng không biết nữa. Thì ra con mẹ đang lo lắng cho cậu hai. Mà mắc cái giống chi lo lắng cho anh hai mình dữ vậy? Không lẽ nó thương thầm anh hai mình? Quý. Má. Sao con ngồi ở đây không vô buồn nằm nghỉ cho khỏe? Con muốn ngồi ở đây cho nó thoáng mát. Tại trong buồn á, ngột ngạt quá. Rồi thằng Bèo đâu? Thằng Bèo con sai nó đi làm công chuyện rồi. Thôi vô buồn nằm nghỉ đi, kẻo động vô vết thương đó. Con không sao đâu má, má đừng có lo. Con ngồi đây cho nó mát, thì có chị lát con tự vô. Ngồi đây một lát cho mát, rồi khi nào muốn vô kêu người dìu vô nghe, không có đi một mình nè. Dạ. Cúc Hương sau giờ này chưa về nữa, không biết có chuyện chi không. Mình nhớ cậu hai, mình muốn về nhà lớn để gặp cậu hai mỗi ngày. Dạ, con chào cô ba.
bần rộn coi bộ cực quá hen. Dạ. Ngó bộ ống nhách ống nhòm đen thui à. Tôi thấy mẹ cũng dễ thương, nhiệt tình, hiền lành nữa. Mẹ có muốn về nhà lớn không? Dạ. Dạ cô ba. Cô ba cho con về nhà lớn thiệt á cô ba. Dạ con đội ơn cô ba. Con đội ơn cô ba. Ừ. Để tôi về nói với má tôi á là cho mẹ theo hầu tôi hen. Dạ, con đội ơn cô ba, con đội ơn cô ba. Con mẹ nó thích anh hai, mình cho nó về nhà lớn hầu hạ anh hai mỗi ngày. Vậy là thằng Bèo hết tơ tưởng nữa rồi. Và mình cũng có thêm một đứa hầu trung thành. Đúng là một công đôi chuyện. Sao giờ này Cúc Hương còn chưa về nữa? Dạ thưa cậu hai, vô ăn cơm. Cậu chưa đói, lát nữa cậu vô ăn sao? Dạ, theo thường có dặn là cậu hai phải ăn đúng giờ đúng bữa. Sai bữa một cái là đau dạ dày đó cậu. Không sao đâu. Cậu hai đang chờ bà Tư hả? À... hay là cậu hai vô ăn cơm đi, rồi con đứng ở đây canh cho. Khi nào bà Tư về rồi con báo cậu hai hay. À, cậu chỉ hóng mát ở đây thôi. Thôi bèo vô nhà trong đi, chuẩn bị cơm nước, lát nữa cậu vô ăn sau. Ừ, dạ. Dì Tư. Cậu hai. Thưa cậu hai. Dì Tư mới về. Sao hôm nay dì Tư về trễ vậy? Hôm nay nhà tôi có một chút việc cho nên tôi về hơi trễ. Nhà dì Tư có chuyện chi? Có rắc rối chi không? Dạ cũng không có chuyện chi. Cậu hai đừng có lo. Tại tôi thấy dì Tư về trễ nên tôi cũng lo. Tôi cứ tưởng bên nhà ông bà giáo có chuyện chi. Dạ, tại vì con mua nó làm đổ cái siêu thuốc nên tôi phải sắc thuốc lại. Mất thời gian một chút. Thì ra là vậy. Cậu hai, ông hội đồng về nhà chưa cậu hai? Cha tôi chưa về. Vậy xin phép cậu hai, tôi vào trong trước nghe cậu hai. Dạ. Chào cậu hai. Chào dì Tư. Sao thần quý nó lại quan tâm con Cúc Hương như vậy? Còn liều mình cứu con Cúc Hương nữa. Không lẽ... không thể nào như vậy được. Thật quý con mình không thể nào tác tệ như vậy được. Cúc Hương à? Dạ. Ông kiếm em có chuyện chi không ông? Đêm nay... Dạ. Bữa nay em thấy trong người không được khỏe. Ông đi buồng khác ngủ nghe ông. Từ ngày Cúc Hương trở về nhà tới giờ,
đêm nào cũng kiếm cớ từ chối mình. Thái độ này là sao? Nổi giận à? Người nổi giận phải là mình mới đúng chứ. Có liên can tới cái chết của Nam Ngọc. Dì Tư. Dì Tư. Mời dì Tư ngồi. Mời dì Tư uống trà. Trời khuya, sương xuống lạnh, còn Hai Lai đang bị thương nữa, sao còn Hai Lai ngồi ở đây? Tôi không ngủ được. Nhưng mà sao dì Tư lại chưa ngủ? Hay là dì Tư đang lo cho ông bà giáo bên đó? Tâm trí của tôi rối bời. Tôi lo cho tía má của tôi tuổi già sức yếu.
Tôi lo, không biết khi nào tên sát thủ quay lại tìm tôi. Không phải tôi sợ chết đâu, tôi chỉ sợ cho tía má của tôi. Lỡ tôi chết rồi, không biết tía má của tôi trông cậy vào ai nữa. Tên hung thủ á, bị thương nhẹ hơn tôi, sẽ mau lành hơn tôi. Nên chị Tư phải cẩn thận, được đi một mình. Nói với cha của tôi á, đưa theo nhiều người để mà bảo vệ. Nếu không có cậu hai cứu mạng, thì chắc là tôi đã chết rồi. Tôi đâu còn sống tới giờ này. Ơn nghĩa của cậu hai, tôi không biết lấy cái chi để đền đáp. Xin Diệt Thư đừng có nói ơn nghĩa. Chị Tư mà có mệnh hệ chi á, thì tôi cũng không thiết sống nữa. Giá như lúc trước tôi không nhút nhát, tôi mạnh dạn hơn, thì có lẽ bây giờ đã khác rồi. Má. Dạ thưa chị Lớn. Sao giờ này em Tư chưa đi ngủ? Phải chăng tiếng tụng kinh của chị làm em thức giấc chăng? Dạ thưa chị Lớn. Dạ, tại đêm nay em khó ngủ. Xin phép chị Lớn, xin phép cậu hai, em vào trong ngủ. Con cũng vô buồn nghỉ đi, khuya rồi, sương nhiều, lạnh lắm. Má, con muốn nói chuyện với má. Má ngồi xuống đi. Có phải má liên can tới cái chết của Nam Ngọc không? Tại sao con lại hỏi chuyện đó? Má nói cho con biết đi. Má đừng có giấu con. Không có. Má là phận đờn bà, chân yếu tay mềm, thì mừng chi được thần Nam Ngọc chứ. Má không mừng, nhưng má mướn người khác mừng. Có phải má muốn giải thoát cho con ba giàu, má kêu người ta giết thần Nam Ngọc? Không có. Tuy thần Nam Ngọc á, nó sai, nó quấy, nó vũ phu, nhưng đó là một mạng người, là con một, là con trai độc nhất của người ta. Nam Ngọc có chết rồi thì má có biết cha má của nó đau khổ đến mức độ như nào không? Má đã nói là không phải. Nhưng lỡ như người ta trả thù cho thằng Nam Ngọc, người ta tới giết con đây nè, con lỡ chết rồi đó, thì má có đau khổ không? Má. Má, con xin má, má đừng có mừng như vậy. Má mừng vậy ác lắm.
con hy vọng là con sai. Con nói bậy. Nhưng mà con hiểu má. Má đã nói không làm là không làm. Tại sao không tin má? Con có còn là con của má không? Vết thương cũ là tái phát hả con? Quý, con trai á là nhờ đức mẹ. Má có mực chi sai Quý thì là con là người lãnh hết. Con xin má đừng có mực như vậy nữa. Con xin má đó. Má biết, má biết rồi. Má hứa được chưa? Được rồi, vô buồng nghỉ đi con. Má đưa con vô buồng nghỉ. Đi. Đi con. Đi. Ra là bà vì muốn đem cô ba vào về nhà mà thử ra tay giết chết cậu Năm Ngọc. Người đàn bà độc ác, tôi sẽ không để cho bà sống yên đâu. Con đã biết kẻ thật sự đã giết hại cậu. Con sẽ trả thù. Con bắt nó mạng đổi mạng cho cậu. Bẩm bà ba. Em vô trong sắp trái cây trước đi. Em, hình như thằng Tí nó biết được ai là hung thủ giết Năm Ngọc rồi. Mừng sao nó biết? Anh cũng không rõ, bởi anh đi theo nó tới mộ của Năm Ngọc. Anh nghe nó khấn là nó tìm được hung thủ, và nó thề độc bằng mọi giá nó sẽ trả thù cho Năm Ngọc. Mà nó có nói là bà lớn là hung thủ không? Không, anh chỉ nghe nó nói tìm được hung thủ, chứ không có nói đặng tên ai hết. Vậy nó kiếm được bà lớn hay là lỡ nó kiếm nhầm người khác thì sao? Thôi để anh theo dõi nó. Còn bước tiếp theo nó bằng cái chi? Anh mà biết được cái chi, anh nói cho em biết liền. Em đang mong tới ngày đó, ngày bà lớn bị trả quả báo. Cúi đầu
đang đoán chừng lời dằn khúc mắc đó mong du trong coi vui.